Hi, xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay lại cảng Cát Lái và xem những con tàu container rời cảng và cập cảng như thế nào nhé. Đây là một chiếc tàu container đang rời khỏi cảng nha. Đây là One 2221, một chiếc tàu của cảng Singapore các bạn. Chiếc này có chiều dài 172,15 m và chiều rộng là 27 m nha. Và nó hoa thủy năm 1994, quá già. Chiếc này tính ra là 28 tuổi các bạn, đi trên biển 28 năm nha. Và hôm nay Metsaibu tuần này quay lại cảng Cát Lái các bạn ơi, và anh ấy cũng chưa sơn lại nữa nè. Sau những ngày lên lên trên biển thì Metsaibu càng ngày càng bị sét nha. Mình sẽ xem anh Met này khi nào sơn lại nha các bạn. Đây là một chiếc tàu rất là hay về Việt Nam, đi vòng vòng khu vực Đông Nam Á các bạn. Đây One 2221 đang đi qua Metsaibu nha. Chiếc Metsaibu thì nó dài hơn, nó tới 222,15 m, bề rộng nó cũng lớn hơn các bạn, 30 m, mà nó có tuổi đời là 14 năm, nó hạ thủy năm 2008, nó chở gấp đôi One 2 nè các bạn. Mấy ông này ổng thả lưới container đi ngang mà ổng ngồi im gu trời. Giờ One 2 đang tăng tốc các bạn. Đấy anh Mét nè. Mét Jebu này chở được 2.824 TEU các bạn ơi. Bây giờ nó chở cũng khá là nhiều các cái container. Ở trên bon chấp 3 tầng và ở hầm các bạn. Này anh cái đuôi anh nổi là nè, nhìn thấy bánh lái luôn, quá trời dài. Đây là một con tàu rất là dài, rất là khủng các bạn, nhưng mà nước sơn này sét ngầm ở trên, 1/3 nước sơn của con tàu là không còn nữa nha. Cảng nhà của Metsaibu là Valenta, thuộc Mata các bạn, quần đảo. Hiện giờ nó chở các cái container mét không? Con mét có màu xám rồi, ở phía sau con màu trắng nha, là con lạnh. Container thì nó có nhiều màu khác nhau các bạn, mỗi công ty thì có mỗi màu khác nhau, nhưng mà công container mà công thuộc công lạnh thì nó chỉ có một màu trắng thôi, và các cái vách của nó phẳng, cái vách của các cái container khô thì nó như tôn, tấm tôn bằng nó gồ ghề. Chiếc phà nó đang đợi chiếc mét này chạy qua để nó qua sông nè.
nó chạy thả nước đợi hơi bị lâu à, quá dài. Chiếc này 222,15 m, quá trời khủng khiếp thiệt. Đây là chiếc tàu có thể nói là dài nhất khi mà vào khu vực cảng Cát Lái qua. Mình chưa thấy chiếc nào dài hơn 222,15 nha. Thì mấy chiếc tàu 400, 300 m thì nó nằm ở ngoài cảng cái mép nha, nó vào đây không được. Đây là những con tàu đi trên sông, đi vào sông các bạn. Có mấy chiếc ghe nó đang chạy ngang nữa nè. Anh tính chạy qua bên kia sông mà anh chạy miết miết hoài à. Hiện giờ hai chiếc lai dắt nó cặp mạn trái quá. Thường thì lai dắt mà cặp mạn trái thì nó sẽ quay đầu nha. Nó sẽ quay đầu trước khi lên hàng các bạn. Có một số thì nó lên hàng xong nó mới quay đầu. Nếu mà chạy cặp luôn thì nó sẽ đậu bên mạn phải của tàu để đẩy vô luôn. Còn hai chiếc tân cảng mà nó nằm bên mạn trái thì nó sẽ quay đầu để nó đẩy vào các bạn. Và chúng ta xem chiếc mép này nó quay đầu như thế nào nhé. Đây là cái phần đầu của mép nè. Tuy nước sơn gỉ sét nhưng con tàu này rất là khủng các bạn. Không biết bao nhiêu sắt thép mà đóng được con tàu này luôn. Quá khủng. Quá khủng. Nó chiều ngang của nó nè. Chiều ngang nó tới 30 mét rồi.
Wow, anh ấy chơi lên kho đen hết trơn rồi. Máy của tàu container vẫn đang hoạt động nha. Và hai chiếc tàu lai dắt phụ đẩy mà. Thường tàu container nó sẽ làm các cái chân dịch ở phía trước mũi đó để cho nó đẩy ngang các bạn, quá dài, lùi và đẩy ngang đó nha. Có những con tàu rất là lớn, nó làm tới ba cái chân dịch phía trước luôn. Đây là Pirate of Capital nha, một con tàu container 22 tuổi, hạ thủy năm 2000. Và chiếc này cũng rất là dài các bạn, gần 200 m, 195,6 m, và chiều rộng cũng tương đương chiếc mét nha, 30 m. Đây là chiếc tàu có trọng tải 30.700 tấn. Và mùa đông nó là 26.000 tấn các bạn. Nó tương đương với 31.000 tấn các bạn. Chiếc này mình cũng có quay vào tuần trước rồi. Ở trên nó tích hợp hai cây cẩu. Chiếc này chở thấp hơn mét là 800 TEU các bạn. Chở được 2.100 TEU nha. Con số cũng rất là khủng. Quá trời, quá đẹp.
nó đang xả nước ở trước mũi ngay cái mỏ neo các bạn, rửa mỏ neo như vậy.
Ở đây có mấy anh mò đồ, có mấy anh thợ lặn, anh mò sắt mò gì. Ban Con Ray, một chiếc tàu container mới hoàn toàn hạ thủy đầu năm 2020 2022. Đây là chiếc tàu có chiều dài 172 m, rất mới các bạn. Đây là chiếc tàu mới đóng luôn nha. Chiếc này chở được 22.400 tấn, vào mùa hè và mùa đông là 18.000 tấn. Con tàu mới rất là nhiều các bạn, quá đẹp. Và chiếc tàu Ship Cindy đang rời khỏi cảng Cát Lái nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại những clip tiếp theo nhé.